Hôm nay tụi mình đi đá view. Hôm nay tụi mình đi đá ở football này nè các bạn ơi. Các bạn đến quá trễ. Bái chào các bạn ơi. Đây chúng ta cùng gặp chúng ta tôi thấy trước đây có quán gà nướng. Đây là bạn Khoa Hoàng. Người ta chia hai đội đá mà. Hôm nay mình test gì mới các bạn? Camito, cái này gọi là gì ta? Velocidad. Velocidad. Hôm nay thì sắp tới tụi mình sẽ cho lên sàn. Cãi quá. Bạn nào đấu giá rẻ nhất sẽ được mua. Giá khởi điểm là nhiêu anh? 400 nhiêu. Chết mẹ của tao là tao giá rồi. Giá khởi điểm. Giá khởi điểm sẽ lực lên sàn sau. 495 anh em. Giá khởi điểm. Bỏ qua con số 495. Bỏ qua. Bỏ qua. Hôm nay, hôm nay ba người comment đầu tiên. Comment cho em 125. Được chưa? Cái ông gì mà chung hương vậy không? Ba giờ nhiều lắm ba. Má bây giờ nhớ nha. 125 cách số điện thoại. Ba người cho em. 495 nghìn. Dày à? Đó đây là chính hiệu. Đó gì? 2 triệu rưỡi. Nhưng mà hôm nay em bán. Có tem 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 tác nhãn bán đàng hoàng. Em test cho bác xem. Không. Đúng bài luôn. Thank you.
Long 9 cái máy. Cả 97. Chưa.
Phúc ơi. Chẳng dữ cũng vậy. Kêu có tay đúng một tay. Chừng nào kêu có năm tay nha anh. Lỗ không? Có con đầm thôi, chưa có con già. Con tối anh ơi tối pha sao lưng luôn. Tao là tao chuyền được trái đó rồi đó. Tao đâu cần chuyền đâu. Trái kéo không trời tới rồi. Đi mày. Đó.
Bằng lên kìa, bằng lên kìa, ba mẫu kìa. Ăn đi, khoa ơi, ăn đi khoa. Hai rồi. Hello, hello, hello. Em phải gánh này. Báo thêm gánh. Đủ ghê vãi. Má thành thục ra sao. Do trơn á. Shoot! Oh, good shot. Oh,
yes. Feet. Thank you.
Thank you.
Yes.
Bầu này, bầu có cá này. Tua này. Ăn nhiều mà. Yeah.
kêu nửa tiếng rồi. Ở đâu? Kêu nửa tiếng rồi. Ok, chào bạn. Thì hôm nay tụi mình có một quay gần đây. Tụi mình có một cái buổi đá banh ở sân football này nè. Sân rất là đẹp, mình ráp tèo đá với tay mà chỉ có một tay tay tạng không à. Cho nên bây giờ trong lúc mà mấy anh bạn mình đang đá thì tụi mình sẽ tìm hiểu xem trong ba lô tụi nó chỉ đá banh, tụi nó sẽ mang cái gì thôi. Đây không, đây nhân vật mà chúng ta hình dung anh xuyên Bá Tân. Tụi sẽ coi tụi nó mang cái gì theo. Cái quần các bạn, cái quần của nó thay một cái bọc. Hôm nay mưa chắc là Bá Tân mang chuẩn bị đồ dơ. Ok rồi, ngang đầu tiên hết rồi. Thật vô thúi quá các bạn ơi, cho này đâu giờ thúi quá. Rồi ngang tiếp theo để coi nó mang cái gì đây. Bá Tân mang đồ rất là nhiều các bạn. Tôi không biết nó mang cái này làm gì. Trời, mình ta mang băng keo để quấn chân, không biết cái này băng keo này nó cái nó quấn miệng nó lại. Một cái áo khô để thay các bạn. À, một bộ đồ luôn. Bộ đồ này thì của Đức Hòa FC thì đội cũ của tụi mình tập rất là lâu rồi. Ồ, camera hành trình. Cái này gọi là gì ta? Sony 4K các bạn. Hàng xịn nha. Đầu cá bóng chân. Nó mang cái gì đó trời. Bó. Đầu cá bóng keo quấn đá gà. Bóng keo quấn cười gà. Này ở nhà thì đá gà. Đó rồi. Đâu cái này. Cái lòng gì đây. Ai nhớ đến tôi cái này là cái gì không mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy đó. Cái ba lô đầu tiên là của Bá Tân. Mình đã xong rồi, mồ hôi nó hơi nhiều thì còn lát nữa những cái đồ vật này tôi sẽ ra tôi phỏng vấn nó coi nó mang đây nó làm cái gì, mục đích nó mang làm cái gì mấy bạn. Giờ mình cất lại cho nó. Xong rồi tôi sẽ qua cái ba lô tiếp theo. Có ai muốn tay dài không? Ok. Xóa nó lại. Đây, ba lô này của nhân vật Phú Somali. Sở dĩ anh con có cái tên gọi này thì nó rất là đen các bạn ạ. Đen từ chống trứng rồi. Coi nha, nó mang bự quá, coi nó mang gì đây. À, một đôi dép. Cái này nó gọi là, bạn biết cái này cái gì không? Baby iSport cái gì đây? Tôi không biết cái mảng gì này, phần tẩm chức năng các bạn. Ủa sao chúng ta có tận trong này? What the fuck? Ủa? Fan Bá Tân hả? Ủa, một cái vỏ đẹp mấy bạn. Cái vỏ này thì cũng chắc cũng để đồ dơ. Hôm nay mưa thì mấy bạn của chúng ta rất là kỹ. Ủa, có khăn. Quá kỹ luôn. Điệp này có bao tay. À, bao tay tập gym. Phú là một người tập gym mấy bạn. Đây, bao tay một đôi, má thúi. Cái này ở dơ thiệt. Rồi hết. À, bên đây còn. Bên đây còn. Bên đây là điện thoại với tiền thẻ, không gì hết. Đây, đồ vật của Phú thì không có gì hết. Dân gym thì có cái này là giống như nãy nó nói tôi là giống như revive thôi. Nhưng mà quan trọng là tôi ngại bởi cái điện thoại này quá. Má điện thoại Phú để hình Bá Tân biết hai này có chơi gay với nhau không à. Tôi sẽ mấy bạn giữ bí mật giùm tôi nha. Bỏ vô. Tiếp.
ba lô tiếp theo. Này. Cái này của con nào ta? À. Cái này là đôi giày của Kamito. Sắp tới thì tụi mình sẽ cho những đôi này on sale các bạn. Rất là đẹp. Kamito Quang Hải 19. Sẽ có một cái clip để review những đôi giày này cho các bạn coi cho nên. Đó anh ơi. Hàng Việt Nam chất lượng cao các bạn ạ. Fisher Sport cái độc quyền bán phân phối chết mẹ đó rồi. Má. Phân phối Kamito ở trong Sài Gòn này luôn. Và ship toàn quốc luôn. Cho nên mấy bạn ở đâu cũng có thể mua được. Nhớ liên hệ tụi mình nha. Trong đây còn nhiều lắm mấy bạn, cái ngăn nhỏ nhỏ này. Nó mỏ quá trời luôn. Ông chủ mình. Ngăn này bút. Ồ. Len, cái ống này để len mấy bạn. Tôi xài len rồi tôi biết. Biết len của nó hay là của bồ đó. Biết len này có len hay không. Ống đựng len. Đá banh thì thường tôi cũng hay xài len nhưng mà đây hai ống luôn. À, mình ngựa quá, len màu luôn các bạn. Điệt mày len màu hồng nè. Phải. À, tôi nghi ngờ giới tính của mấy ngày quá. Hồi nãy tiền thằng thì điện thoại mình để nền người ta. Nghe bật thằng giấy dục tao cái mình ơi. Trong của mình thì có nhiều cái khó hiểu các bạn. Cái này tôi không biết là cái gì. Cái gì ta? Chỉ nhà khoa. À chỉ xí ăn. Thầy quá con bạn. Bạch bò. Rồi nó mới đi được bao nhiêu nước rồi. Malaysia hả bạn? Ông chủ của Fisher Sport đi Malaysia. Đi học. Malaysia luôn. Bạn mình đi Malaysia hơi nhiều. Ok. Nghe này lấy mất của nó. Lại là 2.000, nãy giờ tôi kiếm cho bố 5.000 rồi đó. Nó có cặp nó thôi 5.000 rồi đó. Cái gì hết, trời ta nghe không à. Ông chủ chúng ta bận rộn nên là khá là bê bối các bạn. Tôi xin nhắc đi cho nó. Chỉ cái ngang qua. Đánh ngang đầu tiên. Hết dung lượng rồi. Chốt nha, chốt nha. Chốt hả? Chuẩn bị chốt. Ok. Chốt. Rồi đứng lên. Rồi giờ đó thì mình đã tìm sơ qua những cái vật dụng mà trong khi đá banh thì đội team Fiso mang cái gì theo. Thì đá banh mấy bạn thêm cái gì? Mang cái gì nhớ comment cho mình biết. Ok. See you. Ok, chào mừng các bạn quay trở lại. Rồi lại. Ok, chào mừng các bạn quay trở lại Fiso Sport. Thì sau một trận banh rất là mệt mỏi thì bây giờ thì mình sẽ làm cái challenge nhanh thôi. Sân cho hết giờ rồi thì mình sẽ đá penalty với đây Thủ Môn. Thạch phà, thạch móng. Chào các bạn, chào các bạn. Thạch ngáo. Thì mình sẽ đá 5 quả mà không vô một quả là mình thua. Phải đá vô 5 quả mới thắng. Rồi lẹ đi, xích ra. Đá đầu tiên. Đá không vô luôn, giờ đội có đi ra ngoài luôn. Bình luận lên, đá im re. Băm nó đồ đéo hiểu. Thôi thì mình hay tập bài tập này để trước khi đá giải. Trời ơi. Các bạn ơi, khoa hoài mà chỉ biết nói thôi à. Bình luận lên, vô dưới ống kính bình luận nè. Trong trận nó không có thể hiện được như vậy đâu. Đây là những cái ảo thôi. Đây là chúng tôi đã dàn xếp để quay nha các bạn. Có dàn xếp. Các bạn dám cái với tôi là chắc là đá ra ngoài không? Thôi, bên phải. Đi mẹ. Thất vọng như mày quá. Tao quá thất vọng. Nè. Tao đi, tao đọc vị khoa học cho mày. Hai cái nữa bạn à. Khỏi chụp luôn hả? Cái này khỏi chụp. Cái này lên trời. Cái này khỏi chụp. Kéo đội bạn ơi. Cái này đứng im tao, đứng im một chỗ. Đây là chúng tôi diễn tập nha các bạn. Quả cuối cùng. Cái này đã có sự sắp đặt nha các bạn. Bước lên em hãy bước lên. Thạch bước lên Thạch. Rồi em chịu thôi. Cuối cùng các bạn à. Liền một cái rồi, bước lên. Bước lên, bước. Rồi ra một quả nữa. Năm vào năm các bạn. Ok, cảm ơn thầy.
À, mày nói ông tao coi công bằng có càng sớm không? Không nhận sớm nha các bạn, nó xúc ghê thiệt á. Ok bạn. Nó xúc ghê thiệt á. Vô tao một trái nữa nè. Tao một trái. Chờ quá. Quý phú 10 anh em da đen của tôi sẽ thực hiện trái banh. Nó xuống mạnh lắm bạn ơi. Rồi xong rồi nha. Ok kết thúc. Ok thì vừa rồi mình vừa thực hiện thử thách xong thì cũng không dễ lắm nhưng mà quan trọng là tâm lý của bạn khi đá banh thôi. Thì sắp tới thì nếu các bạn muốn thì mình có thể làm một cái clip hướng dẫn đá banh các bạn. Cảm ơn các bạn. Những thử thách cho các bạn có những cái tâm lý thật là tốt trước khi đứng trên cái mặt đền này, tại vì đó là một cái điểm yếu của mình hồi đó. Thì hẹn gặp lại những clip sau nha. Ok.